Tuấn Nùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Tuấn Nùng mang sữa vào cho bé Thúy Xuân. Đấy, đang ở trong này. Đang chuẩn bị di chuyển đi về này. Thì bé Thành xuất hiện ở đây. Bay vào đây à? Hay đi cái gì vào đây đấy hả? Từ đấy vào đến đây phải đến 2 cây, 3 cây á. Thành, đi cái gì về? Đi bộ á? Đi bộ về đây. Ôi dồi. Chịu khó nhỉ. Tụi Tuấn đang định đi lên trên chỗ nhà, nền nhà của con. Cháu đang xây nhà cho thằng này sắp xong rồi. Ở đây, thằng Thành đấy, Thành này. Đấy, thằng nhóc này này. Bố mất mẹ bỏ đi Trung Quốc lấy chồng lâu từ lúc nó 3 tuổi rồi đấy. Đi bộ vào tận trong này cơ. Xây nhiều nhỉ? Hay là vào đây giúp chú này xây nhiều nhá. Hả? Không được lên lô 4 là vào đây xây nhiều cho chú này nhỉ. Thế Thành đi bộ vào đến đây cũng không phải là gần đâu. Từ chỗ nhà em Vàng dưới chỗ nhà anh Pao lên đến đây cũng được 2 cây đấy nhỉ. Từ ngoài ngã ba vào ấy, cũng phải 2 cây, hơn 2 cây, gần 3 cây đấy. Thế mà đi bộ vào đến tận đây. Bây giờ lại đi bộ về nhá. Hả? Đi bộ về nhá. Con có đi bộ về không? Hay là đi xe về chú Tuấn nào? Hả? Đi xe đi bộ nói to vào. Nói to lên. Ngồi xe về chú Tuấn hay đi bộ nào? Đi xe á? Cho con đi bộ, chú Tuấn đi một mình thôi. Đường khó lắm. Anh Vàng về chưa? Không biết á. Bây giờ đi lên trên nền nhà của con đi. Bây giờ Tuấn Nùng sẽ tranh thủ lên chỗ nền nhà bé Thành. Hôm nay Tuấn đã liên hệ 5-6 cái xe rồi. Các bạn có thể nhìn thấy cái tuyến đường đi ở phía trên kia. Đấy là cái đường hiện tại là đang đổ đấy. Đúng rồi. Đó, trên này. Và cái cột phát sóng của Viettel ở trên này. Nhà bé Thành ở ngay đằng sau đó. Đấy, rất là xa. Bây giờ lại phải vòng tít đường bên kia thì mới lên trên đó được. Đi con đi vào đây làm gì? Hả? Đi vào đây làm gì Thành? Đi chơi á? Ôi rồi, đi tìm chú Tuấn hay là đi chơi ấy? Rất là xa luôn. Mặt trời thì cũng đã chuẩn bị lặn xuống núi rồi. Rất xa mà thằng bé nó đi bộ vào hẳn đây. Cảnh vật ở đây thì rất là đẹp các bạn ạ. Mặt trời chuẩn bị xuống núi. Những thửa ruộng bậc thang bắt đầu có nước. Những cái thửa mà có đường mương nước dẫn về thì có nước để chuẩn bị cày cấy. Còn những thửa ruộng mà không có nước dẫn về thì bây giờ cũng chưa có gì để cày cấy cả. Đấy. Rất là nhiều ruộng bậc thang, rất là đẹp. Đối với điểm view ở đây thì rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đến mùa nước đổ, mùa mưa đến, sau khi người dân bắt đầu cấy xong hết thì những thửa ruộng bậc thang sẽ đẹp. Sau đó là đến mùa lúa chín thì cả hai bên chỉ có những cánh đồng ruộng bậc thang màu vàng đấy, rất là đẹp đó. Toàn là ruộng, là ruộng. Bây giờ thì Tuấn Hùng sẽ đưa bé Thành di chuyển lên trên chỗ nền nhà của bé. Xem là hôm nay là anh em thợ đã làm những gì rồi. Hôm nay Tuấn cũng đã liên hệ 5-6 con xe chở vật liệu lên kia. Xe nào cũng không hỗ trợ được cái vấn đề là lấy thêm sắt với lại thêm gạch lên để phụ giúp cho cái công trình. Nên là ngày mai Tuấn liên hệ lại xem là có được không. Tại vì anh em chở lên đó cũng xe rất là đầy, vật liệu toàn là cát thôi. Nên là không giúp Tuấn Nùng cõng thêm cái vật liệu lên cho bé Thành được, mặc dù nó cũng chẳng nhiều nhặn gì cả. 3, 4, 5 cây phi 10. 3 cây phi 10 thôi, với lại 30 cân sắt 6. Cộng với lại 300 gạch
Thế mà cũng không ai giúp được. Trời sắp tối rồi, mặt trời bắt đầu xuống núi rồi. Đi thôi nhỉ. Có lạnh không con? Tuấn mặc áo khoác còn thấy lạnh này. Ui, anh em thợ đã thu xong hồi các bạn này. Nhanh thật. Không cần gắn mi. Mi mai này chắc là tính tính sau. Xin chào mấy anh em. Ê, hôm nay em không làm thế nào nhờ được xe chuyển gạch với sắt lên. Gạch đỏ kìa. Để làm mi ngoài ấy. Thôi mà này cấy. Làm ở ngoài đấy nhưng mà chờ gạch đỏ lâu lắm chả. Dám sắc mai dám sau cái chỗ này hôm nay anh bảo để nó lết trăm nữa. Cái cửa sổ này thì để rồi đúng không? Cửa sổ thì để thôi. Mai này làm nó bên trên nó dài ra hơn một tí à. Bên trên nó thò ra 20 phân, bên dưới khoảng độ 10 phân được. Thế luôn. Hồi này là không nào bảo là 90 phân nhưng mà 90 phân bằng lắm. Cho nên mét 2 rồi. Lập tôm ra đủ. Ok. Ở chỗ này là làm mì các bạn này, làm cái mì để sẵn cái sắt chờ rồi. Ngay chỗ các cái cửa sổ của gian phòng ngủ. Còn tất cả mọi chỗ thì đã được thu hồi hết rồi. Nhanh quá. Hôm qua lên thì mới đang trình trồng tường thôi. Đấy, cái rằng tường thì rất ok. Hàng rào bây giờ cũng rất là cao. Vâng, em vừa lên. Đã xây hết lên như thế này rồi. Ui, cửa sổ không để cho em ô thoáng à. Ôi dồi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Tháo 4 viên gạch trên xong quay một đầu gạch lên. Mày phải làm lại. Đấy, đang bật, đấy nhưng mà cái cửa sổ này cũng phải để dâu cho anh. Làm giống như cái kia. Cái kia. Cắm dâu và làm như kiểu đấy. Tại vì là hai cái cửa sổ này nó nằm ở cái phòng ngủ mình làm thế cho nó đẹp. Còn cái cửa sổ nhà chính này thì mình sẽ làm theo cái cửa chính này này là để ô thoáng. Thì nó mới đẹp, đó. Anh Chiêu ơi, cái thu hồi bếp này này. Mai anh bảo thằng anh trai Phong ấy chặt cái cây sa mộc về xong là hộ em bào xong là đặt âm dưới tường nhá. Tức là mình kéo dây cước từ trên xuống cho nó phẳng đi nhá. Xong mình đặt âm dưới tường, mai này đóng vào rô lên là nó phải phẳng đét luôn đấy. Tức là mình đặt cho cái cây nó âm hẳn dưới tường này, âm hẳn để trong chị tường. Thấy một cây ở dưới mà. Hả? Một cây như cây kẹo ở dưới này hay là lấy cái cây ngang phẳng phẳng. Cây ngang. Phẳng ngang. Ở chỗ kia anh thu lên bằng ấy đi. Chỗ này anh thu lên bằng bằng cũng làm như thế này đi. Thu bằng hồi như thế này, hồi bếp ấy. Để cho nó gánh. Tại vì cái cây mai này mình bắc từ bên này sang bên kia mà dài lắm à. Ở giữa này thì mình để một cái cây từ đây chống lên ở chỗ kia. Đấy. Nhưng mà cây to tí thì to. Để một cái xà chống lên ở chỗ cái này. Chống lên cái trụ giữa này. Mai làm cái trụ giữa này xong là đặt cho nó chống lên đấy nhá anh nhé. Đấy cũng có cái
cây to ấy, cây to để làm cái xà gồ đấy. Có cái cục dạ này thì cho một cái kèo xuống. Đúng rồi, đấy. Thì em bảo là làm một cái xà xuống, xong bắt đầu mình mới cho cây ngang. Nhưng mà cái cây ngang này cho nó âm ở dưới tường nhá. Là mai này mình lập mái lên, mình chắt một tí là nó kín mít luôn, tức là mình không để. Tức là mình đục, bây giờ coi như là đục xuống để cho nó xuống tường đấy. Ý là như vậy, không làm cho nó hở đâu nhé. Nhà bé Thành nó thu hồi xong hết. Rất là nhanh. Vâng. Cái này thì nhanh thôi. Đo tôn chưa? Đo xem. Không, tức là đo từ trên kia xuống là 4 mét à? 4 mét 3 à? Nếu mà để 4 mét thì cái hồi nó bằng quá. Bằng thẳng lừ luôn. Cái hồi á? Cái hồi nào? Hồi thế này. Hôm nào anh bảo là để 4 mét vào đúng không? Để 4 mét cả cái tường dưới lên đúng không? 4 mét 3. Thì hôm nay là để 4 mét 3. 4 mét 3 á? Trên đỉnh hồi là 4m3. Không, anh đang nói là cái tôn dài ra đây này, đo dài ra đây là bao nhiêu mét? 4m. 4m. 4m à? 4m là ra ngoài là nó ra 50 phân nữa. Thế gì? Thế là hai bên nào cũng 4m hết đúng không? Rồi ok. Để anh còn biết cắt tôn. Cái quan trọng nhà bếp này anh hộ em làm tính thế nào, mai cho anh trai Phong xong là anh em hộ em đi lấy cây về sẽ đặt tên luôn mất. Bảo anh trai Phong nó sẽ vào. Nó bảo dừng ở trên kia cây già lắm rồi mà. Không thì bây giờ anh trai Phong nó không hộ đâu, tức là cho nó chỉ cho anh, không thì anh tìm người đi thuê hộ em xẻ phát. Bảo một ngày công đi xẻ hết bao nhiêu tiền bảo em gửi. Chứ còn không có nhờ vả được anh trai Phong đâu. Không đợi được đâu. Chặt xuống xong bắt đầu là làm một cái cây to để làm cho em một cái đòn ở giữa nhé. Đấy, thẳng nhất, cây thẳng nhé. Để mình đặt lên cái trụ kìa. Cái trụ 3 tấn nhỉ? 3 tấn 4 tấn, 4 tấn. 4 tấn. À. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây với 1 xà. 6 cây trước, cứ lấy 6 cây trước. Đấy. Còn 4 cây thì hôm nào lấy sau. Tại vì hôm nào anh trai Phong ở cho 10 cây mà. Thì mình lấy 6 cây trước. Lấy một cây to là để làm cái xà chính giữa. Đấy. Thì anh phải tính là để âm xuống hơn so với lại cái phần hồi này nhá. Còn lại các cái cây kia là anh phải để như thế nào mà nó phải ăn ở trong cái tường đấy. Mà mình lập pro là nó chạy thẳng luôn ở trên. Không phải là kê hẳn lên để nó tạo ra một cái khe như thế này đâu. Tức là như bây giờ là anh thấy cái này bây giờ là nó đang thẳng đúng không? Bây giờ anh mà đặt cây lên là nó sẽ có cái kẽ hở đúng không? Nhưng bây giờ mình phải đục xuống để cho cái cây vào. Cho nó kín luôn. Mai này con rán, con muối, con bướm, con linh tinh nó không bay được vào nhà ấy. Nhà cao các bạn này, đằng trước này cao lắm. Cao lắm đấy. Nhà bé Thành bây giờ đã xong phần cứng rồi. Bây giờ chỉ cần chát này. Chát xong bắt đầu là lập tôn. Bắt đầu là cán nền. Lát gạch hoa. Đấy, còn công trình phụ nữa. Còn rất là nhiều cái khoản. Đến giờ phút này thì căn bản là đã triển khai làm nhà bé Thành rồi. Và kinh phí còn thiếu rất là nhiều. Tuấn Hùng cũng rất là mong quý vị khán giả tiếp tục đồng hành cùng bé Thành để hỗ trợ cho bé Thành có một cái căn nhà đẹp nhất. Các bạn có thể nhìn thấy tổng thể ngôi nhà rất là đẹp, rất là rộng rãi, khang trang rồi. Bếp lò ra bếp lò, nhà bếp ra nhà bếp, có cửa sổ, cửa chính, nhà chính. Cái phần nhà chính này thì cái định làm một cái cột ở ngoài hiên này, không làm nữa để cho cái hiên nó thoáng luôn. Đó, tại vì là mình không đổ hiên tây ấy, nên là không cần đâu, mình lập mái tôn thôi. Thế cho nó đẹp. Vâng. Đúng rồi, cho nó đẹp, nó không vướng đường, không vướng cái gì hết. Đó. Đến hiện tại là ngôi nhà đã được thu hồi xong toàn bộ rồi. Bây giờ là ngày mai là anh em sẽ có thể là đã bắt đầu tiến hành chát rồi. Anh Chiêu nhớ là lấy cái than về kè đục cho em nhé. Đây vẫn để ô thoáng nhé.
Đấy, bỏ cho em hai viên gạch này ra làm ô thoáng nhé, cho nó thoáng. Ở hai viên được rồi, làm ô thoáng để lấy gió vào nhà. Còn đối với lại ở trong này thì em cũng nói rồi đấy, là phải chỗ nhà tắm này cũng phải để cho em hai ô thoáng phía trên. Cái ô gạch kia thì bây giờ anh đục nốt cái viên kia ra cho em, để cho nó thoáng nhìn ra được nhà anh, vừa tắm có thể vừa nhìn thấy nhà anh đang làm gì chứ. Nghe. Đấy, phải ngó sang nhà cái hàng xóm. Trên kia là làm theo cái gạch bao giờ cái ô thấp quá. Hay thấp không? Hơi thấp đấy, làm lên hàng trên cùng kia. Hàng cái ô thoáng này nhá, hàng trên nó và hàng trên nữa. Hàng trên nữa. Ừ, đấy thì nó mới thoáng được, anh bỏ ra hai viên nha. Đấy. Em bảo là cửa bếp này cũng phải làm cho em hai cái viên gạch ra làm ô thoáng giống cửa chính cũng không làm. Cái này là để cho nó đẹp. Thôi nếu mà không làm thì cửa bếp không sao. Nhưng riêng cái cửa sổ này phải làm cho em. Vâng, riêng cửa sổ này phải làm cho em nhé. Đấy, hôm nào là xây lỗi không đủ kích thước, bây giờ là phải cắt bỏ đấy chỗ này. Đấy, cắt bỏ đi thì mới đảm bảo được cái kích thước. Cắt bỏ cũng được mà xây cũng được. Xây lên một hàng gạch nữa, thu bé cửa sổ vào cũng được. Cho đỡ tốn cửa nhé. Nhưng mà cắt bỏ ra thì nó rộng, thì nó đẹp hơn, nó sáng nhà hơn thôi. À, bây giờ còn cái vấn đề nữa là mấy hôm bao giờ chát đấy anh? Mai bắt đầu chát à? Thế thì ngày mai mua dây điện lên chạy dây điện cho em luôn. Chạy dây điện luôn. Chạy âm à anh, dây điện đấy. Dây điện chạy âm được không? Âm thì phải cáp thôi. Hả? Chạy âm thì phải cáp thôi, phải cáp tường thôi. Chạy nổi cũng được mà, để sau này nó sửa các thứ dễ dàng ấy. Chạy nổi anh muốn nó đi âm. Âm thì sau này nó mà nối điện các thứ về làm dễ sửa. Lại phải khó. Thế là đi gen hết à? Vâng, nếu mà đi gen thì chát xong rồi đi sau. Ờ, thế thì chát xong sơn đi, sơn xong đi gen sau cũng được. Tại vì gạch, xây gạch này bây giờ đục ra để đi âm khó lắm, thật, nó không giống gạch đỏ. Không giống gạch đỏ. Gạch đỏ thì đục một phát đi ngay, nhưng mà gạch này thì chịu chết rồi. Đấy, hai phòng thu hồi xong hết, có nghĩa là bây giờ xong hết phần cứng rồi, xây xong hết rồi. Thu hết hồi rồi. Cột cũng rất là đẹp. Nhà rộng rãi thoải mái. Ôi mai này thằng Thành chắc phải lấy hai vợ mới ở hết được. Bé Thành chắc phải lấy hai vợ mới ở hết được chỗ này. Mai này tổ chức lễ hội gầu tàu, em cứ xuống nhà bé Thành này tổ chức nấu thắng cố ở đây này. Anh em ngồi cho thoải mái nhỉ. Mai không nó lại tổng kết thôn này nó cả 4 thôn vào trong này đông. À, tổng kết 4 thôn ở đây à? Ừ. Ôi rồi thế thì ở đây phải bán hàng thôi. Nhỉ. Yeah. Ta vài ngày nó cả 4 thôn về. Sau này dần dần chỗ này lại tổng kết để đây sao? Cái... quán đấy. Ờ, khéo mày này lại thành một cái quán vừa bán hàng tạp hóa vừa bán thắng cố. Bán mắm muối mì chính. Ôi như bán ở đây chỉ phục vụ được mỗi nhà mấy chú ở đây thôi. Không ăn thua. À, chỉ có cái đường này đi qua thì được tí. Ờ, à, được tí. Nói chung là phục vụ được cả khách du lịch. Hết sạch gạch luôn các bạn ơi. Đó. Còn chỗ này chắc đủ xây nốt cái thu hồ cái bếp kia này. Xây cái 7 phốt nữa mà. Bằng này chả biết còn đủ không. Không đủ ha. Này còn đệm ở dưới xi măng nữa. Chắc là đủ xây thôi. Xây 7 phốt với lại cái nốt cái bếp lò chắc là đủ. Ngày mai chát à? Xem nào. Hôm nào anh muốn đi chợ? Không biết được. Chắc ngày chợ xem thế nào. Ngày chợ đi chợ? Ừ, bạn đi chợ nhưng đi được không? Ngày chợ anh em... Bảo cố làm xong rồi mới làm rộng ruộng. Ngày chợ em sẽ gửi đến cho gia đình của anh, đặc biệt là bé Toàn, một món quà. Nhưng mà hôm nào đi thì em bắt đầu mới tiết lộ. Đến giờ chưa tiết lộ. Cả bố bé Tráng với bé Tráng nữa nhé. Em chỉ nói trước là có một món quà để hỗ trợ cho bé Toàn với lại cho gia đình anh. Hôm nay thứ 5 thôi, mai mới thứ 6, thứ 7,
chủ nhật ngày chợ thì chắc là mới đi được. Chắc nắng thì làm mấy ngày cho xong, sợ lại lại mưa thì lại không làm được. Ôi bây giờ thì còn nắng rồi, không có mưa đâu. Chắc nắng. Đang hạn hán à. Hôm nọ có mưa mấy đâu. Nếu mưa thì đường làm sao mà đi được. Nó gọi là không khí lạnh nó tràn về thì nó khiến cho không khí rất là lạnh thôi, chứ còn thực tế ra mưa có mấy hạt còn không đủ thấm vào đường. Đấy, các bạn ơi, bây giờ là đến thời điểm này là đã xong hết toàn bộ cái phần khung của nhà bé Thành rồi. Đấy, còn bây giờ còn tiền mái lợp này. Đấy, tiền sắt mái lợp vì kèo. Máy lợp mái tôn đấy, xong lại tấm lợp pro này để lợp bếp này, gạch lát nền này. Vâng, anh cứ đi về nấu cơm đi. Gạch lát nền này, còn tất cả những cái chi phí cho công trình phụ này. Bếp thì chắc là không lát đâu, tại vì bếp là mai này đi lại là lát nền sợ nó trơn. Nói chung lát thì sẽ sạch sẽ hơn nhưng mà sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Sợ nó trơn, tại vì còn mai này còn đào bể phốt, xây bể phốt nữa. Và xây một cái bể to ở phía trên kia nữa. Nên là còn tốn kém rất là nhiều. Kinh phí thì hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều, nên Tuấn Hùng vẫn luôn kêu gọi quý vị khán giả, quý mạnh thường quân đồng hành cùng bé Thành, hỗ trợ thêm bé Thành để bé hoàn thiện một cái ngôi nhà tốt nhất có thể. Ngôi nhà đến giờ phút này là rất đẹp rồi. Đấy, thu xong hồi hết. Lên khu nhà cũ của bố bé Thành. Cảm giác nó âm u. Ẩm thấp âm u. Trên này các bạn có thể nhìn thấy ngôi nhà đã được thu hồi xong hết rồi. Đó. Ngày mai có lẽ là anh em thợ sẽ tiến hành chát. Chị Vàng đang dốc những cái cành tre khô về để làm củi đun nấu. Ngôi nhà rất là rộng các bạn ạ, xây lên mới thấy nó rất là rộng. Đó. Các bạn nhìn thấy là thu hết hồi xong rồi. Không gian nhà bếp, không gian nhà chính, không gian buồng ngủ. Tất cả tường đều được răng tường, khung cứng, cột. Rất là đẹp. Lấy được nhiều củi tre phết chị Vàng nhỉ? Mong sao là với cái tiến độ công việc anh em thợ đang triển khai tốc độ rất là nhanh, 7 thợ làm, thêm người để cho nó đẩy nhanh cái tiến độ lên. Nên Tuấn Đông cũng mong sao là có thêm quý mạnh thường quân đồng hành tiếp, vì cái nguồn kinh phí bây giờ còn thiếu khoảng độ 60 triệu nữa. Tuấn Đông vẫn mong sao, dạ vâng, sẽ có thêm sự may mắn đến với bé Thành. Tại vì những cái hạng mục quan trọng nhất đó là tấm tôn để lợp mái này, gạch lát nền này, hệ thống nhà vệ sinh, nhà bếp này. Đó. Còn thiếu thốn rất là nhiều. Nhưng mà mình cứ triển khai thôi. Đến đâu thì hay đến đó.
thằng nhóc bé tẹo tẹo tẹo. Thế là sau hè này là đi học ở trường thì về nhà cuối tuần là khác có nhà ở rồi, sẽ không phải lo đến vấn đề là bị đi chăn trâu hay là phải đi giúp đỡ anh chị làm những cái công việc nhà nữa. Thành ơi, bên đây chú Tuấn bảo con có thấy con bé quá so với ngôi nhà đây không? Con thấy ngôi nhà có rộng không? To không? Thế mà này con khác tự ở được không? Khác tự ở nhá, cuối tuần về đây khác tự ở đây nhá. Không phải về chỗ nhà anh trai chị dâu nữa. Khác tự ở, khác tự nấu cơm. Hè về chú Tuấn khác dạy con nấu cơm. Khác tự quản lý ngôi nhà của mình nhớ chưa? Khác tự biết khóa cửa đi đâu, khác biết khóa cửa nhá. Bây giờ con lớn rồi nên là con phải tập làm người lớn dần nhá Thành nhá, nhớ chưa? Cái gì khác phải tự lực một chút, khác tự phải lo nghĩ, phải con khác phải tự biết làm như thế nào để sống nhớ chưa? Thế là đã bé Thành cũng đã trải qua kỳ thi thì cũng nói chung là cũng có kết quả. Và mong xong bé Thành sẽ may mắn được lên lớp 4. Còn hè này thì xuống nhà chú Tuấn để chú Tuấn cho đi học thêm. Phải học thôi. Mãi chơi ít thôi. Phải chịu khó học tập. Con đi vào nhà xem nào. Đi vào nhà chú Tuấn bảo. Đi, đi vào nhà không nghịch cát. Đi, vào trong nhà. Không nghịch cái dây xi măng nữa. Nhanh lên. Đi vào nhà. Con có biết đây là cái nhà của con, mai này con sẽ ở đây không? Đấy, đi vào nhà đi. Con có nhìn thấy phòng ngủ ở đâu không? Nào, phòng ngủ bên nào? Ừ? Đâu với đâu? Thế mai này con thích ngủ phòng nào? Nói cho chủ tuần biết nào, con thích ngủ phòng nào? Hai phòng này con thích ngủ phòng nào? Phòng bên ngoài hay phòng bên trong? Ừ? Thích ngủ phòng bên ngoài. Thế còn phòng bên trong này cho chú Tuấn ở cùng nhá. Được không? Ai lên chơi với con, ai lên thăm con thì ở phòng bên trong, còn con thì ở phòng bên ngoài nhá. Còn đây là nhà bếp, nhớ chưa? Đi ra nhà bếp, chú Tuấn bảo. Đấy, ra đến nhà bếp thì ở đằng trong này là nhà tắm này. Mai này chú Tuấn sẽ lắp vòi nước cho con ở phía trong này nhá Thành ơi. Để ý xem nào. Mai này chỗ nhà tắm, nhà vệ sinh ở trong đấy nhớ chưa? Còn bếp lò ở đâu? Bếp lò ở đâu nhỉ? Chỗ đun lửa đâu? Chỉ cho chú Tuấn xem nào. Đâu? Chú Tuấn thiết kế bếp lò của con ở chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, ở bên đấy. Mai này bếp lò thì ở đây, con đun củi ở đây nhá. Còn bên này chỗ, bên này sẽ là cái bếp ga, đặt bếp ga ở đây để nấu nướng nhớ chưa? Bé tẹo tẹo tẹo, một ngôi nhà rất rộng. Vì làm nhà ngay từ lúc đầu, quý vị khán giả, các Mạnh Thường Quân cũng như Tuấn Nung đã tính đến cái vấn đề làm nhà cho bé Thành thì làm một lần thôi, làm về lâu về dài, làm cho cả tương lai bé Thành. Mai này khi bé khôn lớn trưởng thành, có lập gia thất thì cũng không bao giờ cần phải nghĩ đến cái chuyện là sẽ phải làm nhà nữa. Mà bé chỉ lúc đấy là lớn lên thì kiểu gì cũng sẽ khôn hơn rất là nhiều. Và lúc đấy biết tính toán làm ăn thì cũng phải lo cho cuộc sống, tự thân vận động để có một cái cuộc sống tốt nhất. Do vậy nên là khi triển khai làm nhà thì Tuấn Nung tính là làm một lần thôi. Làm cái nhà to rộng luôn cho bé Thành, không phải là làm một cái bé nữa. Nhưng mà khi triển khai thì cứ có đến đâu mình sẽ tính toán làm đến đó. Làm nào để tốt nhất có thể hỗ trợ cho bé Thành có một cái ngôi nhà an toàn, chắc chắn, kiên cố để ở. Thu hồi xong nhà rất là cao các bạn ơi. Đến từ trên cái nóc hồi kia xuống đến dưới này đã là 4m3 rồi. Phòng ngủ cũng rất là rộng. Sau khi hoàn thiện xong nhà, lát xong nền, sơn xong thì sẽ chuyển chiếc giường của bé Thành tại nhà chú Chiêu xuống để bé Thành có chỗ ngủ.
Và mai này cái việc tắm rửa ăn ở hàng ngày thì Tuấn Hùng sẽ rèn giũa cho bé Thành. Cái thứ nhất là cách sống, cách nấu cơm, ăn ở ra làm sao, tắm rửa ra làm sao, chứ không thể ở lộn thuộm bẩn thỉu. Đấy là cái mục tiêu lâu dài, dạy bé Thành cách sống. Coi như là mình thay thay mặt cha mẹ của bé Thành, cũng như quý vị khán giả cũng vậy thôi, cũng thay mặt cha mẹ của bé Thành để có những cái hướng giáo dục bé Thành tốt, trở thành một cái người tốt có ích. Một chế lỡ đi về thôi nhỉ, đi về thôi, lấy cái dây xi măng này làm cái gì? Bảo chú Chiêu gom cho. Bây giờ thì Tuấn cùng với bé Thành sẽ di chuyển đi xuống dưới kia thôi, xuống nhà anh Vàng thôi. Hiện tại là chú Chiêu với lại chị Vàng là đang nấu cơm tối để cho anh em thợ có bữa cơm tối hôm nay ăn. Tuấn cùng bây giờ thì di chuyển đi xuống dưới thôi. Vật liệu cũng đã hết rồi, mà còn thiếu rất là nhiều, nhiều cái để làm. Một chế lâu đi xuống đây. Rồi bây giờ Tuấn đưa bé Thành xuống nhà anh Vàng đó. Mấy anh em nghỉ ngơi ăn cơm tối nhá. Vâng, em đi về đó. Về à? Vâng, đưa thằng nhóc kia xuống nhà Vàng ạ. Ngôi nhà rất đẹp. Đến nhà anh Vàng rồi. Cho ừ, lên tối chưa thấy không thấy về rồi bảo thằng cò chạy xuống. Ôi rồi anh đi vào chung chỗ nhà A Tráng kia lấy sữa đi cho bé Thúy Xuân. Hôm nay đi bộ vào tận trong đấy mà. Đi bộ lên đấy á? Đi bộ vào tiếp trong chỗ gần nhà A Tráng ấy. Xong là đi tìm chú Tuấn. đi chơi thôi. Thấy đi qua xong là lên á. Anh bảo bọn này biết mà, tại vì lúc bọn nó nghỉ học về anh bảo anh mang sữa đi vào cho bé Thúy Xuân nhà A Tráng ấy. À thế là chắc nhìn thấy anh lên. Ờ nên là đi tìm. Nào lúc về đến em đâu không thấy, xong là thấy quần áo bị vứt đây bảo hai thằng con em chạy sang nhà kia hỏi xem có thấy không. Nghịch bật lửa cơ à? Hôm nào em được rảnh? Hôm nay bọn em có được nghỉ không? Nghỉ lễ không? Bao giờ nghỉ? Có mà. Nghỉ từ hôm nay mai nghỉ hay là mai làm việc xong mai mới nghỉ. Mai làm việc xong mới nghỉ gì? Thế thứ bảy với chủ nhật hôm nào rảnh nào? Rảnh để đi chợ chơi đấy, cho bọn trẻ con xuống chợ. Sao là chắc thứ bảy. Không còn chủ nhật đi. Chủ nhật à? Chủ nhật được không được? Chủ nhật được. Thế thì anh hẹn cả bố bé Tráng với lại chú Chiêu chủ nhật. Tại vì có một món quà đặc biệt trong cái dịp nghỉ lễ, đặc biệt là các bé vừa mới thi xong, nên là có một mạnh thường quân muốn hỗ trợ cho mấy gia đình của mấy bé một chút kinh phí để đưa các bé xuống chợ huyện chơi và mua sắm đồ quần áo. Thì chủ nhật, cứ sáng chủ nhật đưa bọn trẻ xuống anh dưới huyện anh đợi thôi. Cứ xuống đến nhà anh xong là anh em bắt đầu đi chợ cho bọn nhóc đi ăn, đi uống, đi chơi thoải mái đi. Thứ nhất như thế thôi. Thu hồi xong hết rồi, nhà xây nhanh rồi. Rồi xong rồi. Hai đầu hồi thu hồi hết à? Thu ba hồi, thu hết. Nhanh kết nhỉ? Mai này qua Tết đi, qua hè đi một phát mà bắt đầu đi học là thằng này là khắc tự ở nhà đó. Chuẩn bị khắc tự có nhà ở đấy. Chú Tuấn còn chưa có nhà đâu. Thành ạ, chú Tuấn còn đang đi ở nhờ nhà này. Chú Tuấn còn đang phải ở nhờ nhà, chưa có nhà ở luôn. Bé Thành đã có nhà rồi. Nấu cơm chưa Minh? À Hải. Nấu cơm chưa? Mẹ nấu cơm chưa? Mẹ nấu gì à? Cuối tuần vừa rồi thì anh Tuấn cũng lên cùng với lại em Vàng dạy cho bé Thành học. Em hỏi Thành em thi có tốt không? Thành thi được không? Hôm qua em hỏi thì bảo là làm được, thì nhiều làm được bài không?
làm được cái gì? Còn môn môn gì với môn gì đấy? Còn... hôm nay cũng thi tiếng Anh à? Với môn gì nữa? Môn toán á? Toán hôm qua thi rồi. Toán hôm qua rồi mà. Hôm nay thi môn gì? Tiếng Anh thôi. Tiếng Anh thi mới môn tiếng Anh. Đúng. À. Thế còn làm được bài không? Ừ. Tiếng Anh mà cũng làm được nhá, giỏi nhỉ. Con nói một câu nào. Thành nói một câu tiếng Anh như nào thế à? Một, một là như nào? One. Ba là như nào? À, cũng biết three. À là cũng biết đấy nhỉ. Biết. Thế năm là gì Thành? Năm là gì? Năm. Năm đấy. Năm là nào? Tiếng lại này. Chi. Chi phải không? Chi là năm à? Hả? Năm là chi nhỉ? Đến tiếng Anh ấy. Tiếng Anh. Năm bằng tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng Mông đâu. Chi là gì? Five. Nói chung là cũng chắc là cũng thi được. Là tốt, được lên lớp 4 là tốt rồi, không được chỉ sợ không được lên lớp 4 thôi. Nhưng mà cơ hội lên lớp 4 thì hè cho đi học thêm ở dưới huyện. Chỉ đi học thôi, ở nhà chú Tuấn xong đi học. Gia đình nắng nấu cơm rồi gì? Đang nấu. Rồi, em Vàng thì đang nấu cơm. Bé Thành thì về đây là nghịch xe của cháu Hải cháu mình bay hết rồi. xe của anh Tuấn mua đó đấy, Đinh Tuấn. À. Ừ. Con máy xúc để anh Tuấn mua lên, à? Ừ, mua lên cho Thành ấy. À. Để Thành lái máy xúc à? Ồ. Nói ra là anh Tuấn mua xe lên cho, xong lại còn mua sách vở đồ dùng học tập cho nữa. Thế giờ, thế lúc con nhận đồ con có biết cảm ơn chú Tuấn không? Chú Tuấn Đinh ấy, Tuấn Anh ấy. Ừ, Thành, có biết cảm ơn không đấy? Cảm ơn tiếng Anh nói như thế nào? Con nói thôi mà. Tiếng Anh nói kiểu gì? Cảm ơn. Nói. Tiếng Anh nói là như thế nào? Cảm ơn đấy. Thế tiếng Mông là nói như thế nào? Cảm ơn. Minh. Tiếng Mông nói cảm ơn là nói như thế nào? Thành, tiếng Anh nói cảm ơn như thế nào? Thank gì? Có biết nói cảm ơn không đấy? Có biết nói thank you không? Hả? Ô trời. Học tiếng Anh mình không biết nói cảm ơn thì chết rồi. Con không biết à? Thank you. Thôi ở đây ăn cơm với anh Vàng nhá. Xong là chủ nhật đấy, anh Vàng sẽ đưa cả con, cả hai bé này nữa, cả bố Tráng, cả chú Chiêu với bạn Toàn nữa. Đấy nên là lúc đấy là đi 3 xe, có 5 đứa trẻ, đi được hết rồi nhỉ. Được. Cho bọn nó ở đây chơi à, được nghỉ đến tận thứ tư mới phải đi học mà. Bọn này được nghỉ lên đến tận thứ tư mới phải đi học. Thứ năm mới đi học á? Ừ, chiều thứ tư mới xuống trường mà nhỉ. Đấy, được nghỉ thứ hai, thứ ba, thứ tư luôn. Đấy, sáng thứ năm lại bắt đầu học. Thôi, tình hình thì anh cũng chỉ báo với em là hướng là thứ bảy chủ nhật, sáng chủ nhật thì em đưa bọn trẻ con xuống. Vâng. Nói thẳng ra là cô Lê Loan cô hỗ trợ cho gia đình em là 100 đô tương đương với khoảng 2,3 triệu để cho em lại mua xe bù đắp cho bé Thanh nào hỏng cái xe đạp. Với lại mua cho bọn nhóc này quần áo các thứ cho gia đình chú Chiêu cũng khoảng độ 100 đô là tương đương với khoảng 2,3 triệu. Nhà bé Tráng thì được 50 đô để bố bé Tráng cũng đưa bé Tráng đi chợ luôn để mua quần áo hay mua cái gì cho bé Tráng. Đấy, được khoảng 1,150,000. Thế là chắc phải gọi cho em cứ bảo nhá, hộ anh bảo nhá. Hôm nay anh chỉ nói qua chú Chiêu thôi. Tại vì anh chưa gặp bố bé Tráng đâu, em hộ anh bảo luôn hai hộ đó. Để
đi để đưa bọn này đi đưa mấy thằng đi để cho nó đông người, cho nó tiếp xúc hơn. Đúng rồi, cho nó tiếp xúc đông người. Đông người đúng không? Ấy, đúng rồi, cho nó đi đông người xong là người. Cho đi chợ chơi ngày chủ nhật nó mới đông, nó mới có cho đi ăn uống thoải mái xong là đi chợ mua quần áo. Tình hình thế thôi, nhà Thanh nhờ chú Tuấn đi về đây. Thôi anh đi về đây. Anh còn đi xuống đi về còn có việc nữa. Để chiều chủ nhật đi. Bé Thanh ở đây ăn cơm với anh Vàng nhá. Vui chơi xong là thôi nghỉ ngày mai thứ 6 thứ 7 nghỉ thì cứ chơi thoải mái với lại bé Hải bé Minh thôi. Còn sáng chủ nhật thì anh Vàng với lại chú Chiêu với lại bố bé Tráng sẽ đưa các con đi xuống dưới huyện nhá. Chú Tuấn đợi ở dưới huyện nhá. Để đi chợ. Quay vào đây nói chú Tuấn nói to lên chứ. Quay vào đây đấy, quay mặt vào đây. Cứ mãi chơi đây thằng này ấy. Tuấn đang nói chuyện mà cứ nhìn vào chỗ khác. Cứ mãi chơi đây, đang sửa máy xúc à? Để mai đi xúc đất chỗ nhà anh Vàng này à? Bảo anh Vàng xem còn đất ở cạnh này còn chỗ thổ nào không? Bảo anh bán cho một miếng. Còn nó xúc đống cát của em kia tràn ra ngoài. Tung tóe. Tung tóe đống cát của anh Vàng. Anh để xây nhà chứ đi nghịch đống cát. Một xe cát lên đây có phải rẻ đâu. Thôi em cho bọn nhóc ăn cơm nhé, anh đi về thôi. Đi về thôi. Bây giờ cũng muộn rồi, Tuấn Nung xin kết thúc video di chuyển đi về thôi. Trời tối om các bạn này. Tuấn Nung xin cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang nhé. Di chuyển đi về thôi, tối quá rồi. Về còn có công việc. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang.